Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Audio, kênh về âm thanh bản, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày mới tốt lành và tiếp tục những cái món hàng mới để phục vụ nè. Thì trong clip ngày hôm nay tôi giới thiệu anh em một bộ ghép gồm có một con Omni Concept và một cặp loa đến từ nước Đức, đó là Marun. Thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Đầu tiên là cặp loa nè, cặp loa rất là khủng, cặp loa rất là hay cũng như là rất có giá trị về mặt sưu tầm nha. Thì trong dòng đồ cổ thì để sở hữu những cặp loa mà zin liền lạc và đẹp, và đặc biệt là hết số lớn như thế này á, thì được gọi là hiếm anh em. Marun model của nó là L1030 đó, người ta hay dùng từ là đây là một cái siêu phẩm anh em nhé. Rồi tôi sẽ đưa máy gần đây, tôi quay cho anh em xem về cái ngoài hình trước rất là đẹp, thùng là vuông vức anh em ha. Cái đời này thì nó có hai đời, một đời màu gỗ và đời màu đen. Thì cái cặp này á, nó nổi tiếng là màu đen tại vì nó là đặc trưng anh em ha, đặc trưng. Rồi đây, thùng vất rất là tuyệt vời. Đây là lưới zin anh em, lưới này thì mình tháo mở được cái này, thì có tháo ra một cái để anh em cùng xem ha. Rồi ok, mình xem một vòng này đó, mấy chủ này là dấu vân tay dơ thôi đó, thứ đó là vuông vức các thứ ha. Đó, cụ mình mở ở trước đây, đây nè, 1030 ha. Công suất là maximum của nó là 140W, min là 100 ha. Dây zin đây nè, dây zin 3m vẫn còn luôn ha. Đó, 4 ohm, trở kháng 4 ohm, đó là dòng loa Âu, loa Đức nói chung. Rồi, thì nhiều lúc anh em mới nhìn nó thì nói ốc vít nằm ở đâu. Thì đây anh em, ốc vít nằm trong này nè. Mình phải cày cái nắp này ra mới mở được ốc vít ha. Cái này khôi chưa cày luôn. Đó, thậm chí là ở đây này, những cái màng này nó bị gọi là nó bị sờn á, cái mũi bị sờn mình giữ nguyên luôn ha. Màng giấy gần này, gần cao su non bát đánh rất là sâu anh em. Rồi chung đôm chép đôm à, ốc ấy cũng nằm ở sau này anh em, đây này nằm ở sau này nha. Mình muốn mở nó thì phải cày nắp ra trước đó, nên đây là zin tuyệt đối chưa bung ốc, logo nằm dưới này đó. Chiều cao của nó khá cao anh em, nó khoảng cỡ 72 á, 72. Hai cốt silver chỉnh ở trên này, mid tone là chỉnh loa chung, còn hot tone là chỉnh loa chép nha. Đó, cái dòng chung đôm nó to đây, nó là những cái cặp trước á, nó mất cái nắp này thì mình gỡ đã luôn, mở được hai, còn bây giờ còn mình không mở. Nó là chung đôm lùa này, nghe rất là bén tai ha, kể cả chép đôm lùa. Đó, bộ phân tần kinh khủng lắm, nó sử dụng rất là nhiều linh kiện cao cấp của Isophone ha. Thì cái này ai cũng biết. Rồi qua cái thứ hai này, cái thứ hai là nó còn lưới luôn ha, chưa cày luôn nè. Anh em có thể nhìn này, mình muốn cày nhưng mà nó dính cái keo ở đây, mình không để vậy luôn ha. Đó, màng bát đồ rất là mới, zin nguyên bản chứ không tụt tát luôn. Số series này nó bị chóc nhưng mà không nghĩ là nó gần nhau á, tại vì nó giống nhau lắm nha. Đó, rất là tuyệt vời, zin nguyên bản tuyệt đối, không qua xỉ qua tụt tát. Đó là điều tôi cam kết với anh em mà yên tâm là mình mua hàng ha. Rồi cơ bản nó vậy, dây zin 3m vẫn còn luôn. Phôi ghép thì anh em ghép với âm ly cổ là hay nhất, receiver là tuyệt vời, nghe nhạc vàng là không thể chê này, demo tí này. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ test một cái ca khúc nó dài hơn, nó hoàn chỉnh ha. Rồi sau đó mình sẽ thấy thích, thấy ứng ý thì mình sẽ xem giá mình cuối clip, hơn chục triệu bạc thôi nè, không có nhiều ha. Nên mà chất âm của nó thì kinh hồn. Cái này là bát 27 anh em nha, có nhiều người gọi là 30, nhưng mà 30 là nó cả cái viền ở ngoài, 30 là cả ngoài, còn trong là 27 ha. Đó, mình nói rất là rõ để anh em biết được về thông số của nó. Rồi, xin cảm ơn. Nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau trong mắt lệ mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa. Mình đã đi chung
có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một hết, vì mấy khi yêu mà chắc được mong ban đầu đừng khóc cho tương lai mai kia ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một hết, vì mấy khi yêu mà chắc được ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Rồi ok, Khôi vừa test thử một ca khúc bolero này. Thì test cái nhạc này nó rất là khó, vì anh em biết sao không ạ, các cái dòng nhạc vàng nhục nhạc xưa á, trung âm nó rất là rồng nè nhá, nó là nhiều nhạc cụ nằm ở trong á, nên là nhiều lúc test qua điện thoại, quay bằng điện thoại up lên mạng xã hội YouTube nó không thể hiện được nhiều. Còn mà test những cái nhạc không lời như mọi người test thì đơn giản lắm, em ra Trung Quốc cũng quấn ra được, chứ không phải là cần tới những cái món cao cấp này. Nhưng mà những người biết chơi, những người am hiểu, những người mà biết về đồ cổ thì chắc chắn không cần test thì cũng biết được đây là cái cặp loa rất là hay, rất đỉnh rồi. Nó sẽ có L510 này, rồi 6107, 10810 anh em, mà đây là 1030 anh em. Đó, số rất là lớn, không chỉ là ngoài hình to lớn, bát lớn mà nó rất là hay. Cái cụ bát nó được trau dồi và thiết kế sử dụng những cái linh kiện rất là cao cấp nha. Đại loại nó vậy, anh em có thể tham khảo thêm những cái gì Khôi nói. Và con này công suất cũng khá tốt rồi nè, nghe trong cái không gian lớn ha, 32m2, 40m là đánh tốt luôn. Rồi, cơ bản nó vậy thì Khôi chỉ chia sẻ những cái gì cơ bản để anh em nắm thêm ha. Rồi mức giá là 12.500, Khôi cũng đã báo rồi, cái mức giá rất là tốt so với những cặp trước này. Những cặp trước bán tới 14.500 rồi, nhưng mà mỗi đợt hàng về khác nhau thì có giá khác nhau. Anh em quan tâm thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu.
chuyển, đã tin tưởng nhau thì chuyển khoản cho tiền, còn mà ngày thì cọc trước cho Khôi 30%. Ở Sài Gòn thì ghé lấy hoặc hỗ trợ chở tận nhà đều được ha. Anh em cứ yên tâm, mình bán rất là nhiều, có những người mua 100-200 triệu 30 giây chuyển khoản liền. Kênh của Khôi là kênh lớn nên anh em không lo cái chuyện lừa đảo ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Và